Xin thân mến, kính chào quý khách hàng. Nhân tiện ngày hôm nay bên Tài đang lắp ráp một số loa họng kè cho khách hàng của mình. Đều được sử dụng loa bass Sidusson, mã sản phẩm TN1230. Và sản phẩm này thì bên Tài có bán lẻ loa rời đến với khách hàng của mình. Chính vì vậy, để lắp ráp vào bên trong những chiếc vỏ thùng thì bên Tài gửi đến quý khách hàng của mình một đoạn video chia sẻ để khách hàng sử dụng làm sao để cho loa của mình nó đạt được cái hiệu quả và nó sử dụng đúng mục đích, đúng cách khi lắp ráp. Thông thường một cái vỏ hộp như thế này, loa rời, sau khi bên Tài nhập hàng về thì ở bên trong nó chỉ có đúng một chiếc loa mà thôi. Đó, nó sẽ như thế này, nó sẽ không có rồi để nạp lại luôn, để lên trên. Nó sẽ không có ví dụ như là ron để cái mã sản phẩm này á, TN1230 này thì sẽ không có tặng kèm cái ron chống rung, chống xì hơi. Để ví dụ như lắp ráp vào thùng loa full thì quý khách hàng sẽ dán ở đây, dán lên trên cái khung sườn này. Bên Tài sẽ tặng kèm có đầy đủ cho khách hàng của mình. Bên Tài sẽ phân đoạn những cái cuộn ron này ra để khách hàng dán cái ron này lên trên đây. Và nếu như là khách hàng lắp ráp với cái thùng full á thì khách hàng dán ở đây. Còn nếu như khách hàng lắp ráp theo thùng họng kèn hon lốp là cái loa sẽ được nằm ở bên trong và nén lại để thoát ra bên ngoài bằng một chiếc họng kèn như thế này. Hoặc là lắp ráp vào vỏ thùng loa hỏa tiễn thì quý khách hàng lật ngược lên phía trên cũng sử dụng cái ron này để dán luôn. Ở trên này á, là cái nẹp này của hãng á, là loại nẹp bằng giấy. Đây, Tài quay kỹ lại mọi người thấy. Loại nẹp này là nẹp bằng giấy. Cái nẹp chặn cái viền màng này ở phía trên là loại bằng giấy. Thì cái ron này bên Tài cung cấp theo, nó vừa y với cái này luôn, đúng 1 cm. Đó. Chỉ việc lột cái mặt này, mặt bên này là mặt có keo, lột ra dán lên trên này. Đây, chiếc bên này bên Tài đã dán sẵn rồi nè. Mọi người thấy nó sẽ có hai lớp nè ha. Đó. Bên dưới là một cái lớp giấy nè. Và bên trên là một cái lớp ron này. Để khi quý khách hàng lắp vào nó sẽ không bị xì ra bên này. Cái chất lượng âm thanh nó sẽ không có bị thoát ra bên ngoài. Thậm chí bên Tài còn kỹ tới mức độ ở những cái điểm nối này. Đây là những cái điểm nối của cái nẹp viền nè. Đó, mọi người thấy nó có một cái khe hở nè. Đó. Loa nào cũng có, nó sẽ có một cái khe hở ở đây. Thì bên Tài sẽ sử dụng cái loại keo E8000. Quý khách hàng có thể sử dụng keo con chó hay gì đó cũng được. Dán bít cái đường khe này lại. Để làm sao cái chiếc loa này của chúng ta khi lắp ráp vào bên trong vỏ thùng loa hỏa tiễn hoặc là loa họng kèn giống như bên Tài đang lắp ráp cho khách hàng của mình ở đây, thì nó sẽ nằm trọn cái chất âm ở bên trong, sau đó nó sẽ được thoát ra ở đây. Đó, nó nén lại và nó thoát ra bằng hai bên đường họng kèn như thế này. Thì với cái thể tích thùng mà dòng loa họng kèn này á, thì khi mà bên Tài chọn lựa ra những cái dòng loa này, thứ nhất là loa sử dụng vật liệu nhẹ, và cái thứ hai là khi cái dòng loa này đưa vào cái thùng này nó phù hợp và công suất là 350W cho một loa. Bên Tài có video review rồi, cũng như đã có bài viết tại website ngodictai.com. Quý khách hàng có thể xem và tham khảo lại cái thông số tại website ngodictai.com. Và khi cái dòng loa này bên Tài phối ghép đưa vào bên trong cái vỏ thùng này thì cái chất âm nó được nén và nó phóng đại lên rất là to. Chính vì điều này thì khi mà ở xa, âm thanh nó đưa đến tai người nghe vẫn nghe đầy đủ tất cả các dải. Và cũng còn cộng hưởng nữa mọi người nha. Riêng nói về loa thì phải cộng hưởng. Ví dụ như ở đây là họng kèn Trap thì bên Tài vẫn sử dụng là Trap Sidusson cho khách hàng của mình luôn, CDX143055. Nó còn liên quan đến cái họng kèn này nữa, nó sẽ cho ra cái độ phủ rộng và nó đưa những cái dải tần số cao cho những vị trí ở xa cũng có thể nghe được. Và những điểm kèm theo thì ví dụ như dòng loa này, cái chân rắc trạm kết nối sẽ là loại trạm 5.0. Thì bên Tài sẽ bấm dây sẵn. Khi khách hàng mua loa rời,
Mua loa rời này thì bên Tài sẽ bỏ sẵn vào bên trong thùng này cho khách hàng một đoạn dây điện đỏ đen phân ra cộng trừ, và bấm sẵn cái chân jack này cho khách hàng. Cái chân jack này bên Tài sử dụng loại tốt, có cái khóa, nhấn vào đây nó khi mà tháo ra mình phải nhấn cái khóa này thì mới có thể rút ra được. Thì nó hình thức nó sẽ như thế này, bên Tài sẽ bấm sẵn đầy đủ cho quý khách của mình. Ví dụ như cái này là loa bass thì sử dụng bằng cái chân là 5 chấm. Đó, 5 chấm, còn cái loa trep á thì sử dụng là cái loại chân to hơn, là lên đến đây, dây này dây trep. Trep thì sẽ sử dụng cái loại là 6.3. Đây. Củ trep sẽ sử dụng cái chân là 6.3. Thì quý khách hàng sử dụng với mục đích như thế nào thì khi mua gọi điện trao đổi, bên Tài sẽ bấm hết những cái dây này để bỏ vào bên trong cho khách hàng của mình. Thì cái này khách hàng vui lòng liên hệ. Vấn đề này đó diễn thuyết luôn, khi mà đã dán như thế này rồi thì khi mà đặt vào bên trong này, đây đó, đặt vào đây thì nó sẽ rất là kín, nó sẽ không có thoát cái chất âm ra ngoài này được, nó sẽ bằng với cái mặt thùng luôn đó. Thì với thùng loa hỏa tiễn cũng vậy mọi người nha. Hiện nay thì bên Tài đang lắp ráp như cái cặp này hôm nay, là cặp này khách hàng về sử dụng với mục đích là treo, có rây nè. Đó. Những cái bản trước bên Tài, cái này cũng về miền Bắc, nhưng mà hình như là Bắc Giang. Cái này là khách hàng ở Bắc Giang đặt là đi sự kiện nhưng mà treo, cho nên là lấy thùng loại có rây. Mẫu thùng này thì Tài đã có video review rồi. Sử dụng ván ép bạch dương. Mẫu này cũng là ván ép bạch dương nhưng mà sẽ trừ đi 1.500.000, không có rây, không có những cái thanh rây treo. Này là sử dụng với mục đích là đặt ở bên trên thùng súp, đặt lên trên cái thùng loa súp là sử dụng thôi. Sơn thì sơn nhựa rồi. Cái này Tài có nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có video review rồi. Hiện nay đến nỗi mà loa kéo nè, mọi người thấy không? Loa kéo mà khách hàng còn đặt là ván bạch dương luôn nè. Ván bạch dương nè. Định dạng nén hon lốt hồng kèn luôn, lo kéo mà full sử dụng hồng kèn. Và đây cũng là cái sản phẩm mà Tài đang ấp ủ, đang chuẩn bị làm live array của mình, làm live array. Nhưng mà khách hàng này ở Hà Nội trước đây đã mua một mẫu thùng lo kéo trước ngày 30 tháng 4, trước lễ 30 tháng 4 đã mua một thùng lo kéo. Nó sẽ khác nhau mọi người nha. Đây mọi người xem, cái này là sơn nhựa nè, ván bạch dương sơn nhựa nè, và cái này ván ép sơn dầu thông thường nè. Đó, nhìn hai cái nước sơn khác nhau. Đây em nói vậy nè, trước ngày lễ 30 tháng 4 thì khách hàng đã mua một chiếc loa này ở bên Tài. Loa kéo bao gồm có súp hơi, rồi full là 30, bass đồng trục. Và về thì khách hàng lại có một người trong gia đình thích, khách hàng lại cho tặng người trong gia đình, và lại gọi vào cho đơn vị ở bên Tài. Khách hàng này thì ở Hà Nội, lại gọi điện vào. Bây giờ chú mày có thể ráp cho anh hơn như vậy được nữa hay không? Sẵn sàng, nếu khách hàng đã có nhu cầu thì bên Tài sẽ sẵn sàng làm liền. Hơn nhưng mà lại giảm, bass full giảm xuống là còn có 2,5 tấc. Bữa hổm cái bass kia tới 30 mà cái này giảm xuống còn có 2,5 tấc. Súp sẽ được sử dụng cái màng giống như vậy thôi. Hôm nào rảnh Tài sẽ có video review về cái loa này. Súp sẽ sử dụng cái màng y như trên cái phiên bản này, nhưng mà đặc biệt là từ ở bên trong lại là từ neo và cuộn vocal coil lên đến 100. Đó. Mặt thì xem sơ qua, khi nào mà review á, và mã sản phẩm nó cũng sẽ khác mọi người nha. Limited 1015, bass 10 inch nè, bass súp là 15 inch nè, N là sử dụng neo, hoàn toàn từ neo hết. Còn như ở bên bên đây, cái bản này bên đây, cái bản này ở bên đây là khác nha. Bên đây là TB1215, có nghĩa là 12 inch là bass 30 nè, 15 inch là cái bass súp 40, đó, HN. Thì cái mã bên này mã sẽ khác, khách hàng đặt cái này xem như là giới hạn thì Tài chỉ làm ra đúng 2 chiếc thôi. Một cái để mình sử dụng luôn, chính Tài sử dụng, và một cái cho khách hàng của mình. Phần này thì nhìn nó cũng giống như cái này thôi, xem với cái này nó cũng giống nhau thôi, không khác gì hết, nhưng mà cái ruột ở bên trong mới là khác. Thì hôm nào Tài sẽ có video review sau. Ví dụ như giờ lò kéo mà cũng hồng kèn luôn, mọi người thấy không? Mở thử đoạn nhạc mời mọi người nghe chơi thử ha.
đang quay bằng điện thoại thôi, quay trực tiếp bằng điện thoại luôn, tại vì phải chuyển qua máy có camera, có cái micro định hướng này nọ, nhưng bây giờ tay quay luôn bằng cái điện thoại đang quay video để nói chuyện, nó vừa thu được tiếng của mình và nó vừa thu được tiếng động luôn nè. Riêng mà cái loa giảm xuống còn có bát 25 là bát 2,5 tấc đó, mà được đưa lại vào bên trong này và sau đó vuốt ra, thấy không, vuốt ra bao với khách hàng, độ phủ đi xa, khách hàng muốn xa hơn mà bao cho khách hàng 300m² ở trong cái diện tích là mở rộng. Riêng cái sân này của Tài đã hết 10x10 rồi nè, là 100m² rồi nè. Cái vị trí cái sân này đó là chỉ đến cái mí hàng ba này thôi là đã 100m² rồi. Rồi vặn lên đoạn mở thử nghe. Để đi về loa kéo hồng kèn luôn á. Cái đặc điểm của cái loa hồng kèn, càng tiến ra xa thì cái chất âm nó đưa đến nghe càng sướng, từ tiếng chép cho đến tiếng trung, càng di chuyển ra xa thì càng nghe sướng. Đó, mọi người nghe cái chất lượng của cái loa hồng kèn bass chỉ có 25, loa full chỉ có bass 2,5 tấc phát ra. Video này chủ yếu là Tài gửi đến khách hàng của mình cái cách sử dụng để làm sao mà chiếc loa này của mình nó phát huy hết được cái tinh túy của hãng người ta đã tích hợp vào bên trong này. Loa hai viên từ neo, độ nhạy rất là cao, mượt mà, thì cộng với khi mình lắp ráp mình phải phối và phải sử dụng làm sao để cho loa nó đạt được một cái hiệu quả cao nhất từ nhà sản xuất. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và theo dõi video. Đến đây Tài xin tạm dừng và kết thúc video này. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video lần sau. Xin thân mến, chào tạm biệt.